một trong những cái bãi xe phế liệu ô tô lớn nhất ở cái khu vực này chưa? Chưa lớn nhất đâu, cái này không có lớn nhất đâu, cái này chung 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 bình. Nó có cái kia nó cấp cái này mấy lần nữa. Còn xài được thì người ta bán cái đó. Này nè, xe này nó bị cái sự cố á, rồi người ta đem vô đây. Người ta bán nó luôn, người ta không có sửa mà người ta kiểu như là người ta đem vô đây là ta bán phế liệu, người ta sẽ mua một cái chiếc khác. Thì anh có thể chia sẻ rằng một cái chiếc xe, em ví dụ như cái chiếc dòng Camry đi, thì của Toyota đi, thì ở đây giá xe nó mắc không? Cô bác anh chị có vừa nghe được một cái tiếng beep không? Đó là cái tiếng để mà nó cái máy camera nó quét mã để mà chịu tiền thôi. Dạ. Thì có một điều mà Bùi Hồ được anh Minh chia sẻ cũng như là anh chia sẻ thì Bùi Hồ cũng không hiểu. Mà phía trước mặt của cô bác anh chị thấy không? Nó sẽ có tổng cộng là 5 làn đường. Và phía bên đây thì có 2 làn. Phía bên kia thì có 3 làn đường. Thì phía bên làn đường ở bên đây thì sẽ phải trả phí. Phí thì khoảng bao nhiêu hơn Minh ha? 2 đồng mấy, 3 đồng mấy, 2 đồng mấy thì tùy theo. Dạ. Tùy theo cái giờ. Tùy theo cái thời gian có trong một ngày đó. Ví dụ như cái thời gian mà 4-5 giờ chiều mà cao điểm á, thì cái số tiền nó sẽ mắc. Còn thời gian mà khoảng 1-2 giờ trưa khi mà ít xe vô chuyển thì số tiền nó sẽ rẻ hơn. Lúc đầu thì Bùi Hồ cứ ngỡ là như thế này. Ở trong cái video clip trước thì Bùi Hồ có chia sẻ về những cái len để dành cho xe điện hoặc là việc chở trên xe từ 2 người trở lên thì được chạy cái len này. Tuy nhiên anh nói là đây là một cái len mà mình phải bắt buộc trả tiền để chạy cho nó nhanh hơn. Bùi Hồ cứ ngỡ là giống như một số tuyến đường cao tốc của Việt Nam, là trong một cái con đường đó thì đường cao tốc thì mình phải bắt buộc trả phí hết trơn. Tuy nhiên thì ở đây thì anh nói là chỉ có hai con đường này mới trả phí thôi Minh ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Còn phía bên đây là không cần phải trả phí. Dạ. Cùng trên một cái tuyến đường luôn nha cô bác anh chị, chứ nó không làm một cái làn đường cao tốc riêng, mà bên hai làn đường bên đây nè mình sẽ chạy nhanh hơn nhưng mà tốn phí. Còn ba làn đường bên kia á, bên kia nhiều xe, bên này xe. Dạ. Còn cái tuyến đường này nó xa không anh Minh? Cái tuyến đường mà chạy trả phí này nè, nó khoảng bao nhiêu mai? Khoảng 10 mai vậy thôi. 10 mai là khoảng 16 cây số. Từ trên kia xuống đây rồi xong cái một đoạn nó đực, đoạn này nó nối nữa, tùy theo cái con đường nó lớn hay là nó nhỏ. Mà khi nó nhỏ quá nó không có làm. Có một điều ha, cái tuyến đường hai làn đường mà xe của anh Minh đang chạy nè, thì mình lách qua cái làn đường mà không tính phí á, đó thì công an gặp thì sẽ phạt anh ha. Nếu mình ra theo có hai cái lằn chấm, mình ra tự ra như thế nào nó sẽ phạt mình. Còn mình đợi tới chừng nào cái lằn nó đứt á thì nó cho mình ra. Dạ. Mình ra ok. Dạ. Thì mình qua bên kia thì mình sẽ vi phạm luật giao thông ở đây và mình sẽ bị phạt. Còn chạy ở bên đây, mình chạy hết cái nét liền này á thì mình sẽ tính phí rồi thì mình sẽ không bị phạt. Ở cái này là mình tự mình mua xăng á. Dạ, mua ở trên phone luôn. Số 1 là gì anh? Số 1 là cái pump số 1. Dạ. Nó có cái mỗi một cái đồ bơm á, nó có tới 9 số lần. Vậy là mình sẽ chọn cái nơi bãi đổ số 1. Và sau đó thì mình sẽ bấm đổ xăng. Mình chọn, mình đậu xe mình vô số 1 thì mình trả tiền cho cái máy số 1. Dạ. Đó. Rồi bây giờ mình ra mình đổ. Dạ. Thôi bây giờ xuống đây ha. Cũng chọn xăng 91 giống như vậy luôn. Và cái số tiền với lại cái số dung tích xăng nó sẽ hiện ở trên đây. Và đơn vị xăng nó tính là ga lông. Đúng, còn ở đây mình tự làm. Dạ, lao cái, có nghĩa là ở bang khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Người ta sẽ lao cái kính cho mình. Tùy theo chỗ. Dạ. Rồi sau đó mình sẽ thêm tiền tiếp cho người ta. Đúng. Dạ. Và ở đây cây xăng này người ta có chỗ để mình lao kính nè, thấy không? Cái này là để mình lao kính trước cho mình. Lao kính á, nếu mình muốn xe mình dơ thì mình có thể dùng nó để lao kính.
Vậy thì vừa hồ bắt đầu một biết một cái thông tin đó là ở bang này thì đa số là mình sẽ tự phục vụ, mình tự đổ xăng với cái dung tích mà mình cần muốn, và có thể đổ xăng thông qua cái điện thoại chọn ở trên đó cái bãi đổ nào á, đổ với bao nhiêu luôn. Và một số bang khác thì sẽ có nhân viên phục vụ, và người ta sẽ khi mà mình ngừng lại thì người ta sẽ đổ xăng cho mình đó. Và khi mà người ta đổ xăng cho mình thì người ta sẽ dùng cái cây lau kính ở dưới này nè, người ta sẽ lau ở trước cho mình luôn, và sau đó mình sẽ tiếp cho người ta. Và đây là một trong những cái cách mà đổ xăng ngay tại Mỹ để di chuyển. Thì Bùi Hồ muốn chia sẻ những cái cuộc sống ngay tại Mỹ, những cái nét văn hóa để cho cô bác quý anh chị có thể chưa đặt chân đi đến Mỹ thì có thể hiểu thêm về cuộc sống văn hóa ở tại đây ha. Đây anh sẽ đổ xăng và sau đó tự mình đóng nắp lại. Ở đây là 11 gallon, 11 gallon thì nó khoảng 59 đô này cô bác anh chị. Đây ở đây thì anh không cần có chặt thẻ vô đây ha, không cần chặt thẻ gì hết, mình làm xuyên qua cái điện thoại nó đã kết nối với cái có nghĩa là đổ xăng là xuyên bằng cái kết nối với cái điện thoại của anh thôi, bất cứ cây xăng nào cũng vậy hay sao anh? Cây xăng này thôi, cây xăng Chevron, cái hiệu Chevron này nè. Đây là một cái hiệu xăng khá là nổi tiếng ở tại Mỹ đúng không? À, và người ta sẽ tiện nhất là người ta sẽ kết nối với cái điện thoại và đổ thôi. À, có nghĩa là có nhiều cây xăng khác nhau. Có nhiều cái có nhiều dạ. Có 76 xăng Bobo, xăng nhiều loại lắm. Và ngày hôm nay á thì Bùi sở dĩ là Bùi Hồ đổi cái nón quay ngược vì cái máy này nè. Cái máy kết ở đằng trước này á nó sẽ làm cho cái màn hình nó sẽ làm cho không lấy đủ ánh sáng, mà dập da thì tùy tục làm đi bồi bụi tí xíu. Mong cô bác anh chị cũng thông cảm nha. Giờ lên xe tiếp tục hành trình ha. Điều khá là lạ là ngày hôm nay thì Bùi Hồ đi đến một cái bãi xe, người ta sẽ mua những cái thiết bị ở trong xe ô tô á, người ta bán phế liệu ở trong đây á. Người vô như mua như vậy là tốn hết 3 đô. Trời ơi đây nè, thấy không, trả hai người hả? Ok, cái này ok, so I already pay, let me walk her out. Ngày hôm nay thì đồng hành với Bùi Hồ thì có anh Minh sẽ hướng dẫn Bùi Hồ đi tham quan cái khu xe phế liệu, người ta sẽ bán phế liệu, có nghĩa là giống như là chọn đồ món hả anh Minh ha? Dạ đúng rồi, mình muốn xe mình loại gì mình kiếm cái loại đó rồi xong mình tháo mình lấy món đó. Dạ mình mua. Thì ở đây giá nó rẻ không? Rẻ hơn nhiều. Nhưng mà em muốn biết là tại sao khi mình vô đây mình phải tốn tiền? Thì vô đây mình mua đồ thì cái đi vô chỗ nào nó cũng phải lấy cái tiền phí để vô, tiền lấy nó kêu cái tiền phí á. Để vô cổng thì chỉ có một chút xíu thôi, không có nhiêu. Và đây là người ta sẽ thu mua những cái chiếc ô tô cũ, và sau đó thì người ta sẽ đặt ở đây. Đúng. Rồi người ta sẽ bán những cái đồ món những người ta cần. Người đó phải tự vô rồi tự tháo lấy. Tự tháo luôn hả? Tự tháo lấy. Chứ không có trừ khi mấy cái món mà trừ khi mình nếu mình muốn mấy cái món mà giống như máy móc gì lớn lớn mình tháo không được, họ cũng có thể tháo cho mình, nhưng mà mình phải trả công. Và đây cô bác anh chị, đây là những cái chiếc ô tô người ta đã dỡ cái phần nắp capo ra, thì người ta sẽ mua những cái đồ món ở trong đây. Thì thưa với cô bác chị, anh Minh thì rất là giỏi về cái ngành điện tử, và cái chiếc xe của anh là cũng được tự chế, và anh có mua những cái đồ món đây không? Không mua ở đây. Mua mới thôi, chơi mới. Đây là người ta sẽ gỡ ra đó hả anh? Cái này để cho mấy người mà có mấy chiếc xe cũ mình mua để đỡ tốn tiền á, thì là vô đây mua mấy cái món cũ này. Dạ. Đây là một cái giống như là người ta sẽ bán những cái đồ món, mua những cái đồ cũ lại, xe cũ lại, người ta sẽ bán những cái đồ món ở trong đây. Thì em không biết là giá của một cái chiếc xe người ta bán vô, gọi là đây giống như là nơi cái bãi phế liệu ô tô, đúng không? Thì nó mắc không anh? Không biết cái giá cả mua xe vô bao nhiêu thì anh không biết. Dạ. Nhưng mà anh có thường đi đến cái khu này không? Hồi xưa lâu lâu lắm rồi thì có. Vô mình tháo lấy cái tiếng gì hay là cái đồ bơm nước hay là mấy cái đồ gì
đồ điện tử gì đó. Dạ. Nó bớt, nó rẻ hơn mua mới. Ít lắm cũng hơn 50%. À. Chẳng hạn như ở mình cái kính chiếu hậu của mình á, nó bị hư đi, thì mình vô đây mình có thể mình mua lại, mình làm lại. Thì nó, em thấy nó cũng hợp lý ha. Và mình sau khi mình mua xong thì mình sẽ đem cái đồ món đó ra ngoài trước người ta tính tiền. Đúng. Dạ. Ê cô bác anh chị nè, ở đây mình xe mình cũ mình đâu có cần chi đi mua mấy cái đồ mới, nó mắc tiền không? Dạ. Cô bác anh chị thấy không? Ở đây người ta tháo lấy luôn cả cái đầu máy xe này anh ha. Ờ. À. À. Máy hộp số cái này bị lấy hộp số mất rồi. Lấy hộp số luôn rồi. Ờ cái này bị ra bạn ta lấy hộp số. Dạ. Lấy hộp số luôn. Còn bên đây là cái máy còn nè. Máy nó còn, khi nó tháo mấy cái sensor hay là cái injector, cái đồ bơm xăng hay là cái throttle body gì đó giả tỷ. Dạ. Thì mình đi vô mua từ dealership á thì nó cả trăm mấy chục đồng, thì mình mua ở đây 20 đồng, 30 đồng thì bánh như vậy. Mình đã tốn nhiều, tuy rằng đồ cũ nhưng mà còn xài được. Dạ. Dạ. Có nghĩa là người ta muốn lên đời hay là như thế nào thì người ta muốn thay đổi thôi. Thì người ta sẽ bán những cái chiếc cũ này để cho người khác họ có một cái nhu cầu họ cần tìm á, thì mình sẽ vô đây mình mua. À, những cái chiếc này nè. À, chắc cái chiếc này thì bị đụng. Đụng xong thì mấy cái xe thường thường á, xe bị đụng rồi người ta không sửa nên người ta đem vô đây. Ừ. Bán mấy cái đồ khác mà còn xài được á, thì người ta bán cái đó. Ừ. Này nè, xe này nó bị cái sự cố á, rồi người ta đem vô đây. À, người ta bán nó luôn, người ta không có sửa mà người ta kiểu như là người ta đem vô đây làm ta bán phế liệu, người ta sẽ mua một cái chiếc khác. Thì anh có thể chia sẻ rằng một cái chiếc xe, em ví dụ như cái chiếc dòng Camry đi, thì của Toyota đi, thì ở đây giá xe nó mắc không? Nếu Camry xe mới bây giờ giá nó lên giá cũng đâu gần 30 mấy ngàn chiếc á. 30 mấy ngàn mới mà cái phiên bản cao cấp chưa? Phiên bản cao nhất chứ, nó model của nó, model cái đó mình không có rành lắm, nhưng dạ. Mà ý là cũng khoảng gần 40-50 ngàn gì đó. Dạ. Nếu mà mua càng cao thì càng cỡ. À, đây. Không những là có xe ô tô không mà có cả những cái chiếc khác luôn đúng không? Dạ. Dạ. Bây giờ mình qua đây mình nói chuyện với chỗ này tí xíu được không? Xe lùm gì có. Rất là nhiều loại. Và đối với người Mỹ thì họ chuộng cái dòng xe nào nhất anh? Mỹ thì họ xài mấy chiếc Chevrolet. Dạ. Yeah. Mà nó có đủ loại hết á. Ừ. Thường thường mấy chiếc xe cũ thì người ta vẫn còn xài mấy xe cũ nhiều lắm. Nhiều khi họ đến đây họ mua mấy cái hot cũ này về. Dạ. Yeah. Xài. Mình phải tự lại mình biết mình lại tháo mình tự lựa. Tự làm tự gì hết. Giống như anh chú này là đang tháo. Dạ. Giống như cái bình này cũng còn mới nữa. Cái này là cái két nước đúng không? Thùng nước này giống như người ta thay cũng chưa bao lâu lắm đâu. Nhưng dạ. Bây giờ vô nằm ở đây, nếu ai cần chiếc xe này có thùng nước này cũng còn mới, nhìn cũng là hơi mới thế. Đó tốn tiền là như vậy. Thậm chí là anh thấy là người ta tháo có đến nỗi là những cái bánh á, người ta cũng tận dụng những cái phần vỏ mà lớp cái lớp vỏ còn sử dụng được á. Đây, như cái này là người ta tháo gần hết luôn rồi nè. Cái này bị đụng trước cái bộ. Dạ. Đây là phải nói là cái kho xe phế liệu ô tô. Xe tháo hết rồi. À. Cái chiếc này là chiếc gì anh? Chiếc này không biết. coi. Phía sau nó có tên mà biết không biết cái gì, biết trước mình chắc cũng xe chắc Isuzu, Isuzu. Dạ. Ở chiếc này nó bị tháo gần hết luôn. Mắc cỡ cả mấy phần bánh luôn. Yeah. Cái nào xài được lấy hết. Đã lắm, ở đây nó bán mình cũng có thể tiết kiệm ít lắm cũng khoảng 70-80% so với đồ mới. Dạ. Yeah. Một cái chiếc Camry ở đây thì nó khoảng 30.000 đô, thì tính theo tiền nghiệp khoảng 700-800 triệu anh ha. Dạ. 700-800 triệu của Việt. Đồ, cái máy bay đó sao bay gần vậy? Đây, airport ở đây. Dạ. Mình khoảng cách 20 phút có cái sân bay ở đây. Dạ. Cái này hết á. Từ sao dẫn vào đây.
cái chiếc đó là chiếc gì anh? Đó là xe máy khác. Thưa với cô bác quý anh chị thì anh Minh sống ở ở Mỹ là năm nay là bao nhiêu năm rồi anh? Cũng 30 năm rồi đó, từ nhỏ lớn tới giờ. Dạ hả? Trước đây thì anh làm cái công việc gì anh? Đến đây Mỹ hồi xưa đến nay là ra trường là sửa xe luôn, tại vì mình đến đây cũng khá là lớn rồi, mười mấy, 15, 16 tuổi rồi, đâu có được học hành nhiều đâu, cho nên mình ra sửa xe cho tới ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì phải nói là đi đúng người đúng không cô bác anh chị? Đi đúng người là đi đến một cái tiệm sửa xe, vì chỉ có những người nổ đệ như anh và những người từng làm với cái nghề sửa xe thì mình mới biết được ở trong cái chiếc xe nó như thế nào và sửa nó sao. Và anh cũng đã từng mua những cái đồ món ở trong đây anh ha. Đúng. Dạ. Thì đối với anh sửa xe ở đây nó có dễ không? Sửa xe cũng không khó, mình biết cái cách mà xe nó chạy, nó cần cái gì đó thì mình biết là dễ đó, nó không khó. Dạ. Cái chiếc này nè cô bác anh chị, hình như nó cũng bị sự cố ha. Dạ. Xe thường xuyên 99% là xe bị đụng là đem vô đây hết, tại vì mất tiền quá người ta không sửa, thì người ta bỏ vô đây, bán vô đây rồi người ta mua xe mới luôn. Cái bảo hiểm nó đợt cho người chủ để mà mua chiếc đó đứt luôn. Theo cái giá thị trường giống như bây giờ xe 15.000 đi, mà đụng bây giờ sửa thì nó mắc tiền quá, thì người ta trả theo cái giá thị trường 15.000 cho chủ, là người ta lấy chiếc xe đó bán vô đây, rồi mấy người này mua rất là rẻ, xong rồi bán mấy cái đồ nó ra, thì đó như vậy. Có nghĩa là bảo hiểm họ sẽ bồi thường hết luôn. Bồi thường đó chứ. Và bảo hiểm sẽ lấy chiếc xe đó bồi thường một chiếc xe mới luôn. Dạ. Bồi thường giống như tùy theo cái giá trị của chiếc xe đó trên cái mặt thị trường bao nhiêu vậy đó. Bồi thường như đó. Thì đối với mua một cái chiếc xe ở đây thì mình đóng bảo hiểm nó mắc không? Tùy theo xe là gì. Dạ. Em ví dụ như một cái chiếc Cam Kỳ khoảng 30.000 đô thôi. Ừ. Thì bảo hiểm nó như thế nào? Bảo hiểm thì nói trung bình cũng khoảng 2.000. 2.000 đô trong một năm. Năm. Dạ, yeah. Thì nó khoảng nó cũng tùy theo cái experience của mình á, cái giá trị bảo hiểm mình mua. Cái này có nói à. Còn mình là cái mình lái xe mình có bị đụng bị gì xưa nhiều đó. Cái kỷ lục lái xe của mình không? Thì sao? Dạ. Yeah. Quay bên đây một vòng nữa cho cô bác mình dịch. Mình không nói được. Có nghĩa là anh giống như mình lái xe á, mình lái giỏi mình không bao giờ bị đụng á, thì cái insurance nó rẻ. Còn mình lái mình cứ đụng hoài thì nó mắc hơn. Ý là vậy đó, mình không có biết giải thích cái đó là sao, tại cái việc mình nó giỏi. Thưa với cô bác quý anh chị thì phải chia sẻ thật với cô bác quý anh chị nha. Anh Minh là người có thể biết được đến 4 thứ tiếng. Dạ. Anh Minh là gọi là Việt Kiều Campuchia thì đúng hơn hả anh Minh? Đúng rồi. Việt Kiều Campuchia. Anh là quê gốc và ở ngay tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Qua đây anh ha, thấy qua đây gốc bên đây họ cũng lấy nhiều quá. Và anh thì qua đây thì anh cưới vợ là người Việt đó. Là anh nói được tiếng Việt nè, tiếng Campuchia nè, tiếng Hồng Kông nè. Rồi kể cả tiếng Anh. Dạ. Và anh nói là có những cái từ anh vẫn không hiểu mình nói. Dạ. Nên là nữ là mong cô bác anh chị cũng thông cảm nha, tại vì anh sống ở đây cũng từ nhỏ đến lớn rồi. Ở đây giống như cái chiếc này giống chiếc Cam Kỳ của anh, chiếc Corolla. Corolla hả? Dạ. Ôi nhìn không có logo là biết luôn á, tại chiếc này quen quá, làm cho thù vô là nhìn là biết rồi. Cho dù nó bể nhìn là biết rồi. Dạ. Biết Corolla của Corolla. Toyota. Dạ đúng rồi, phía sau thì thường nó có để, nhưng mà mình biết cái này chắc chắn là Corolla luôn. Dạ. Yeah. Của Toyota. Yeah. Này của Nissan. Nissan. Bây giờ anh nhìn mấy cái chiếc này là anh biết cái chiếc dòng nào luôn hả? Khi nhìn vô là biết. Mình thử ảnh đi xíu chiếc này. Chiếc này bành nát hay là chắc cái này cũng Nissan á. Dạ. Đây nè, người ta tháo đến nỗi mà cái chiếc xe nó Lexus Lexus ha. Yeah.
Lexus là một cái dòng xe của Toyota luôn, nhưng mà nó bền hơn tí xíu, nó kêu là cao cấp hơn chút xíu. Dòng cao cấp ạ. Cô bác chị thấy nè, người ta lấy những cái đồ món rất là nhiều ha, và đặc biệt là những cái phần mà cái két nước hay là những cái bình xăng đồ anh ha. Dạ. Thì món gì hư thì họ cần họ đến đây tự tháo. Nhiều khi đem cho người ta sửa thì tốn mấy trăm bạc, vô đây tự làm mấy chục bạc vậy đó. Thì tiết kiệm được nhiều. Dạ. Nhiều. Đây nè. Em thấy đa số ở đây các xe đều tháo vỡ bỏ cái phần vỏ bánh, cái phần lớp á, để họ lấy mấy cái thắng. Dạ. Họ tháo ra, họ lấy cái thắng, lấy mấy cái đồ. Dạ. Nói về điện, nói về cơ thì vừa hồ không có biết gì luôn. Chỉ có anh thì vừa hồ mới chia sẻ cho cô bác với chị biết ha. Và đây là một trong những cái bãi xe phế liệu ô tô lớn nhất ở cái khu vực này chưa? Chưa lớn nhất đâu. Cái này ổng lớn nhất là cái này chung cũng được. Dạ. Nó có cái kia nó cấp cái này mấy lần nữa. Ờ hả? Ô nhìn kìa cô bác của chị thấy không? Người ta tận dụng lại á để người ta sửa cho cái chiếc xe của mình á. Thôi bây giờ mình đi ra anh ha. Bao nhiêu thì để cho cô bác anh chị biết rằng là ở đây thì người ta bán những cái chiếc xe này vô cái nơi mà thu mua xe cũ á. Rồi người ta sẽ giả ra, người ta bán đồ món lại. Đó thì ai cần cái gì thì sẽ đến đây họ sẽ mua. Và cái chi phí mà để vô đây á, để mà gỡ đồ món là đầu tiên là mình sẽ tốn 3 đồng. Giờ mình không tốn tiền bãi đổ xe thì mình sẽ tốn tiền vô cổng. Mà em thấy lạ thiệt nha. Em vô đây em mua đồ em tốn tiền mà em phải tốn thêm tiền vô cổng. Chú này đang mua hai cái kiến nè ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Cầm kiến một kiến. Dạ. Mà em thấy cái đó là em thấy lạ nha. Mình mua đồ của người ta mình phải tốn tiền thêm. Cái đó ở Mỹ này thấy thường thôi, giống như mình đi ăn cũng vậy, đi vô nhà hàng ăn là đậu xe trên cái đất của họ cũng tính mình rồi. Dạ. Đó là lâu lâu nó thành bình thường thế này. Miễn là tính tiền được rồi cứ tính. Tính này được. Nó theo chỗ theo. Cái này là kêu là cái gì, gai gai vậy anh? Hả? Kêu là cái tên của nó. You pick a part có nghĩa là Sumit ở Bắc. Anh tự đến mà tự tháo lấy đó. À cái tên Zubis là anh. À dạ. Là pick a part là tự đến đây tự lấy tháo lấy những đồ gì đó. Anh tự tháo lấy. Rồi ở ra ngoài này mới tính tiền sao? Rồi đến đây mình sẽ trả tiền. Dạ. Ở đây thì người ta sẽ để lên những con lăn này sau đó người ta mới tính tiền. Dạ. Hay ha. All right. The tour is completed. So thank you. Thank you. Đây là ngày hôm nay thì đây là một cái đoạn phim mà chắc có lẽ là cô bác của anh chị em không, nếu như mà đi du lịch theo tour thì không thể nào trải nghiệm được những cái có những cái điều mà mình không có nghĩ đến. Đó thì Mười Hồ chia sẻ cho cô bác của anh chị về cuộc sống của người dân Mỹ để cho cô bác của anh chị bị hiểu thêm. Ở đây thì cũng có một cái bãi để mà thu mua xe cũ rồi bán đồ món giống như xe gắn máy của mình ha. Một cái đoạn phim phải nói là mặc dù là nó không chuyên sâu về xe lắm nhưng mà cô bác anh chị sẽ hiểu thêm. Mà mình nếu như mà cô bác chị người thân mình sẽ cảm nhận về một đất nước khác thì nó sẽ có như vậy. Cuộc sống ở đâu cũng vậy mà, cũng phải làm, cũng phải lao động, cũng phải kiếm đồng tiền. Ở mỗi quốc gia khác nhau thì có thu nhập khác nhau và chi tiêu khác nhau.